Chào anh, tôi là Thái Nguyên, chuẩn bị đến một cái hỏi, cho nên là trong cái chủ đề ngày hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ với anh chị các cái câu chuyện liên quan đến mùa cưới hỏi, từ cái vấn đề tuổi tác của cô dâu chú rể. Vấn đề thứ hai nữa đó là cái việc chọn lựa các cái ngày để mà thực hiện cái nghi thức ăn hỏi, thực hiện cái nghi thức cưới xin và bái yết gia tiên, rồi sau đó là chúng ta sẽ đến những cái nghi kỵ căn bản trong cái ngày cưới hỏi mà anh chị cũng nên tránh khi mà mắc phải trong quá trình mà thực hiện cái hôn lễ của mình. Trước hết là tôi muốn chia sẻ chị cái vấn đề đầu tiên, tức là vấn đề về tuổi tác. Cái vấn đề về tuổi tác trong cái việc mà cưới xin là nó có mấy vấn đề có rất là quan trọng như sau. Trước hết là khi chị đang chưa tìm hiểu, hoặc là trong quá trình anh chị đang tìm hiểu, tức là chúng ta mới bắt đầu để tiếp cận bạn gái đó, thì chúng ta mới nên hỏi xem là người đấy tuổi thế nào. Chứ còn nếu như mà khi anh chị đã đến gặp ông thầy, anh chị hỏi ngày cưới rồi, thì chúng ta sẽ không bao giờ hỏi rằng là tuổi em và tuổi đấy có hợp với nhau hay không nữa. Bởi vì ngay tại thời điểm lúc đó thì cũng không thể nói rằng là bây giờ anh chị có thể bỏ được không, không hợp thì bỏ được không, thì nó rất là khó. Thì tuy nhiên là cái việc mà chọn lựa những người tuổi đời nó phù hợp, thì trong cái chương trình mà các khóa học trên cái kênh YouTube này thì tôi cũng đã có hướng dẫn anh chị cách lựa chọn bạn đời, cũng như là cách xây dựng một cái ekip làm việc của mình như thế nào cho nó đạt được hiệu quả, và cũng để làm sao để cho nó có được cái cuộc sống nó viên mãn. Cho nên thành ra là có mấy cái điều tối kỵ như sau. Một là khi chị đi xem ngày cưới thì không được hỏi với cả người xem ngày rằng là tuổi em với cả tuổi đấy có hợp nhau hay không. Cái người mà xem ấy thì người ta sẽ tự người ta sẽ đưa ra quan điểm. Một là trường hợp này người ta không xem được thì chị sẽ tự biết, hoặc là người ta xem thì với cái tâm trạng rất là gượng gạo thì chị cũng đã tự biết rồi và không nên hỏi câu đấy để tránh thêm cái phần lo. Còn cái câu hỏi mà khi chị đi xem ngày cưới thì chúng ta cần phải hỏi như này: như thầy, em sinh năm 1992, vợ em sinh năm 1995, tức là tuổi nhâm thân và tuổi ất hợi, thì tuổi em đừng hỏi là có lấy nhau được không, mà hỏi là bọn em thì đã tìm hiểu đến đây đã đủ chín rồi, thì thầy xem giúp em cái ngày để mà chúng em có thể lập gia đình và về ở với nhau, làm sao cho vợ chồng chúng em hòa hợp, có thêm tài lộc và con cháu đầy đàn. Thế chúng ta nói luôn ước mơ của chúng ta, chứ đừng nói là thầy xem là cái ngày nào đẹp, nên là tuổi em hợp nhau hay không, hay là em sinh năm 92, vợ em sinh năm 1995, tuổi em hợp nhau hay không. Để chị mở đầu một câu chuyện thì cái câu chuyện đấy tự nhiên nó là có sự do dự cũng như là sự nghi kỵ ngay trong cái câu để của anh chị rồi. Thì nếu như mà ông thầy thì nếu chưa biết đến nơi thì sẽ dụ dọa, còn nếu không thì tự nhiên bạn sẽ có một cái ác cảm, hoặc là người ta tính chưa hết thì lại bảo là ở cái tuổi này tuyệt mạng, cái tuổi này xung khắc, cái tuổi này tứ hành xung nọ kia, thì tất cả cái việc đấy nó đều gây ra cái hoang mang, và làm sau này thì tất cả những cái công việc liên quan đến gia đình của nhà bạn thì đều làm cho là bạn đổ tại cho là cái tuổi mà chúng ta không thực sự nỗ lực cố gắng. Cho nên thành ra là cái khái niệm đầu tiên liên quan đến cái việc mà hỏi xem ngày cưới của mình, thì anh chị nên hỏi rằng là thưa thầy, là em sinh năm nhâm thân, ví dụ thế, vợ bạn gái em hay là cái người bạn đời chuẩn bị em thành được kết hôn sinh năm 1995 tuổi ất hợi, hoặc là sinh năm 1996 tuổi bình tý, thì em nên là cưới vào cái ngày nào, tháng nào, thì thầy xem giúp để cho cái cuộc sống của gia đình em sau này là vợ chồng hòa thuận, trên bạn dưới nghe, con cháu thì đầy đàn, tài lộc thì vượng tiến, và bốn mùa xuân hạ thu đông không có tận ách. Thì như vậy thì ông thầy tự khắc ông sẽ phải biết và ông lựa chọn cho cái ngày tốt. Bởi vì là bản thân do các bạn không biết, cho nên là các bạn mới đi xem, nên đi xem mà khi các bạn đẩy cái trách nhiệm hay là đẩy cái việc hỏi đấy sang vị trí của ông thầy. Cho nên cái việc xem ngày cưới là cái việc rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Trong cái việc xem ngày cưới thì nó có hai cái phần. Nghe anh hỏi là ngày mà nhà trai mang lễ đến nhà gái để mà xin phép cho là cái sắp tới là con cháu chúng tôi đã tìm hiểu nhau là kỹ lưỡng rồi, thì hôm nay là đến xem để giả ngõ, để xin phép ông bà là từ nay là hai gia đình chúng ta đi lại, rồi cũng lựa chọn các cháu ngày gần nhất để tổ chức đám cưới, rồi là để cho ra hai gia đình chúng ta thì bắt đầu từ nay bắt đầu là xin đi lại với nhau chẳng hạn. Thì bản thân là chúng ta phải xét cái vai chủ động,
tức là cái người chủ động trong cái câu chuyện này là nhà gái, bởi vì là nhà trai đến nhà gái, cho nên chủ nhà sẽ là nhà gái. Cho nên đối với cả ngày ăn hỏi thì người ta sẽ lấy cái tuổi của cô dâu làm cái tuổi chính, sau đó lấy tuổi bố mẹ của cô dâu làm cái tuổi quan trọng, sau đó còn lại là tuổi của chú rể và tuổi của bố mẹ chú rể để mà cộng thêm vào, đưa thêm các biến lên vào để chọn ra được một ngày tốt lành. Còn đối với ngày cưới thì lúc này là chú rể đến nhà cô dâu đón cô dâu về nhà mình để bái đường thành thân và xin gia nhập họ, và lúc này xin tuyên bố là từ nay là hai cháu là vợ chồng, là cháu từ nay bây giờ là làm con dâu của họ nhà này chẳng hạn. Thì lúc này là cái quyền chủ động nó rơi về phía của nhà chú rể, cho nên lúc này sẽ lấy tuổi của chú rể làm quan trọng và lấy tuổi của bố mẹ của chú rể làm cái để chúng ta sẽ cân nhắc trong việc lựa chọn ngày. Sau đó thì chúng ta lựa chọn thêm tuổi của cô dâu và tuổi của hai ông bà thông gia. Khi đó thì sẽ đạt được cái sự cát lành cho cả gia đình thông gia và sự cát lành do cả cái gia đình của cô dâu và chú rể, thì nó sẽ đạt được cái cách xử tốt nhất. Cái câu hỏi thứ hai, khi anh chị đi xem ngày cưới, anh chị hỏi bạn thì anh chị sau khi mà ông thầy xem cho anh chị ngày cưới xong, thì câu hỏi thứ hai anh chị sẽ hỏi tiếp là: thưa thầy, thì bây giờ bọn em về ở với nhau thì theo thầy thì cái việc sinh con của bọn em thì sau này thì với tuổi của em là như vậy, thì nên sinh con vào những năm nào thì để vợ chồng sau này hòa hợp, con gái thì ngoan ngoãn và gia đình thì có thêm tài lộc và thêm cái sự may mắn chẳng hạn. Thì đây là cái điều đặc biệt rất là quan trọng mà các bạn thường hay là quên mất, hay các bạn cố tình quên, hay là các bạn không nhớ ra là bạn hỏi cái điều đó, thì nên hỏi người ta xem, là hỏi ông thầy xem là bạn nên sinh con vào thời điểm nào để có được cái thời, chứ không thì là lúc này chúng bảo là tại vì lúc nào con thì trời cho, lúc nào thì sự đẻ được thì cứ đẻ, chúng tôi thì muốn con đầu cháu sớm thì cứ vào về phát chữa luôn được càng tốt. Thì thực ra thì cũng không nên như vậy, bởi vì là lựa chọn thì hơn cố gắng. Khi anh chị thay vì phải nỗ lực cố gắng hết sức để đạt được kết quả, thì chúng ta nếu chúng ta biết cái cách chúng ta lựa chọn một chút thì chúng ta sẽ có được một kết quả tốt hơn. Ngoài ra nếu anh chị thuận tiện thì anh chị cũng có thể rằng hỏi tiếp rằng là nếu anh chị có cơ hội, nếu anh chị mà ở cùng bố mẹ chẳng hạn, hay là anh chị có thể ra ở riêng luôn, hoặc là sau đó một vài năm anh chị ra ở riêng, anh chị có thể hỏi luôn ông thầy rằng là thế thì với tuổi của hai bọn em như này, sau này mà muốn ra ở riêng để chọn lựa một căn nhà để cho gia đình và vợ chồng sau này hòa hợp, thì theo thầy thì em nên chọn cái căn nhà ở hướng nào hay là khu vực nào, thì nó sẽ làm cho là cái vợ chồng chúng em hay là vợ chồng con hòa hợp và có thêm được gia đình hòa hợp và có thêm tài lộc và công việc nó sẽ tốt lên. Cái việc mà lấy thêm cái người bạn đời thì có thêm người chia sẻ, có thêm người bạn đời tức là chúng ta có thêm cái người ở bên cạnh để chúng ta giúp đỡ rồi chăm lo rồi tạo dựng một cái mái ấm, cho nên là nó là cái việc rất là quan trọng. Cho nên là căn cứ vào những yếu tố của văn hóa phương Đông, từ tuổi tác, năm tháng, ngày giờ đến cái yếu tố phong thủy, như đơn giản nhất từ việc lựa chọn phương hướng để chúng ta có được cái gia đình bền vững, thì nó sẽ làm cái tế bào tốt và sau này xã hội sẽ trở thành xã hội phồn vinh. Thì cái việc cái quan trọng đặc biệt trong cái việc lựa chọn ngày cưới và cũng như câu hỏi khi anh chị hỏi cái ông thầy khi mà anh chị lựa chọn, bởi vì là nhiều khi thì tôi ví dụ trường hợp đơn giản như này, anh chị đã tìm hiểu nhau rất là kỹ lưỡng rồi, tuy nhiên là đến cái ngày ví dụ anh chị tuổi Thìn chẳng hạn, mà chẳng may mà lấy về cô tuổi Tuất chẳng hạn, tôi ví dụ như vậy đi, hoặc là tuổi Tý chẳng hạn mà lấy về cô tuổi Ngọ chẳng hạn, ví dụ như vậy chẳng đi, thì khi cặp xung nhưng mà bây giờ bảo là đến gặp ông thầy thì bảo là bây giờ mọi việc đã xong hết rồi, thì bây giờ là xung tuổi thế bây giờ làm nào, chẳng nhẽ lại bỏ không bỏ được, đúng không? Vì là em đã yêu nhau lắm rồi thì bây giờ làm nào. Thì như vậy thì thông thường trong trường hợp như vậy thì người ta hay là lựa chọn cái năm sinh con, ví dụ người ta có thể chọn sinh con vào năm Sửu để cho Tý Sửu nhị hợp, hoặc là sinh vào năm Mùi để cho Ngọ Mùi nhị hợp, thì khi đó thì địa chi nhị hợp thì nó quyên xung, tức là Tý Sửu hợp nhau rồi thì không xung Ngọ nữa, hay là Ngọ Mùi hợp nhau rồi thì nó không sinh Ngọ Mùi hợp nhau rồi thì Tý nó không xung Sửu nữa, thì còn có rất là nhiều cách hóa giải. Hoặc là cái việc lựa chọn ngày giờ để cho các bạn hợp hôn thì cũng thể chọn vào cái ngày Sửu hoặc ngày Mùi. Đương nhiên là còn phải căn cứ vào tuổi của bố mẹ vợ, căn cứ vào tuổi của bố mẹ chồng, căn cứ vào rất là nhiều yếu tố khác nữa, về những cái sao, ví dụ thiên đức hợp, nguyệt đức hợp trong ngày cưới thì tránh cô thần quả tú, ví dụ
cái chuyện như vậy, thì cái việc đấy là việc của ông thầy. Tuy nhiên là cái việc lựa chọn cái ngày theo cam chi để có được cái việc mà hòa hợp của hai vợ chồng là việc rất là quan trọng. Khi mà anh chị mà thực hiện cái việc cưới hỏi thì nó có một cái động tác rất là quan trọng trong vào cái ngày cưới, đó là chúng ta cần phải xông tẩy uế trước khi mà cái, bởi vì nhiều khi là cái giường cưới các bạn mua về là ông chồng hay là gọi là ông chồng tương lai chẳng hạn, hay là chú rể ông nằm ở đấy ít nhất vài ngày, một tuần rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải cái trước vào thời điểm mà cái ngày mà làm lễ mà trước khi đi đón dâu hả, ngày làm lễ đón dâu chẳng hạn, thì chúng ta cần phải sử dụng cái bột trừ tà khai vận, hoặc là chúng ta sử dụng cái bột để chúng ta xông cái phòng, xông toàn bộ nhà. Ngoài ra đặc biệt là phải xông cái phòng cưới, tức là cái phòng mà sau này chị sẽ ở, xông lên một lần để chúng tẩy toàn bộ những uế khí, tạp khí, những cái khí hư ở trong đấy nó đẩy ra hết, chứ không ngay từ cái buổi đầu tiên hợp hôn mà chúng ta lại có một căn phòng mà khí nó không được vượng, nó không ấm, nó lạnh lẽo, thì mai sau cuộc sống nó cũng sẽ không, nó cũng sẽ kém may mắn. Nên là chúng ta cần phải xông nhà trước. Ngoài ra thì trong môn phong thủy thì còn có một cái biện pháp nữa gọi là biện pháp nạp tài, tức là người ta sử dụng một gói là gói gạo và thần tài. Thì khi mà cô dâu mà về từ nhà mẹ mà đi về nhà chồng chẳng hạn, thì ngoài hồi môn huyết thì tôi không nói, nhưng mà tuy nhiên là cô sẽ mang theo một gói gạo và thần tài. Và gói gạo và thần tài này khi mà mang về chẳng hạn, thì cô ấy sẽ mang cái gói gạo và thần tài từ phòng cô dâu và mang về trên cái gia đình nhà trai, thì cô sẽ lấy một ít gạo và thần tài ra, cô sẽ vẩy một ít xuống dưới gầm giường, còn lại thì cô sẽ để dưới gối. Nó giống như cái việc nạp tài, cũng như là cái việc khai vận, cũng như là nạp thêm cái phúc khí, cũng như là tẩy uế, và cũng như là tăng thêm cái tài lộc cho cặp vợ chồng sau này. Ngoài ra thì nó còn rất là nhiều, ngoài ra những nghi kỵ căn bản như là trong ngày cưới thì nó có cái động tác là các anh chị cần phải bái yết gia tiên để mà cô dâu ra mắt chú rể. Cho nên mình ra là vào cái phần cái ngày cưới đó thì anh chị cũng phải lưu ý cái ban thờ gia tiên mình cần bày nó trang trọng, và nó sẽ có thêm để làm sao nó tăng và sử dụng nhiều cái màu đỏ, tức là cái hỷ sự, để mà tăng cường thêm cái sự vui vẻ và tốt lành cho cô dâu và chú rể. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải lưu ý rằng là cái việc mà có nhân gian câu là cha đưa mẹ đón, tức là thông thường người ta cũng kiêng là cái người mẹ mà đưa con gái về nhà chồng, người ta cũng là cái việc người ta hay kiêng cữ, và thông thường là người bố tức của cô dâu sẽ đưa cô dâu về cái nhà chồng. Và khi mà về đến nhà thì là cái mẹ của cô dâu sẽ là cái người mà chủ động đón, giống như là thêm con vào trong gia đình, thêm con vào trong nhà. Ngoài ra thì nó còn có thêm một vài những cái tiêu chí nữa, ví dụ như là khi mà đón dâu chẳng hạn, những gia đình nào mà trong cái ban đại diện ấy, chứ bây giờ thì đi đón dâu đến cả vài chục người thì mình cũng không thể biết hết được, nhưng mà những người mà đại diện ở trong họ để phát biểu, và cái người đại diện mà vào để đón dâu ấy, hoặc xin dâu, đưa dâu về, thì tốt nhất là trong gia đình họ phải đủ cả vợ cả chồng, đặc biệt là có đủ nam đủ nữ, đủ trai đủ gái, mà ra đời là gia đình tương đối hạnh phúc, rất là hạnh phúc thì nó sẽ là tốt. Và người ta về, người ta có thể trải chiếu hay là có thể dẫn cô dâu hoặc là lên đón cô dâu về, thì cái điều đấy cũng rất là quan trọng. Những cái gia đình nào mà mất vợ mất chồng, chồng mất sớm, hay là vừa mới ly dị, hay là những cái chuyện đấy thì chị cũng cần phải kiêng kỵ và không nên đón dâu. Ngoài ra thì trong trường hợp mà khi mà gia đình có tang chẳng hạn, thì trong vòng một năm đầu tiên thì cũng không nên tổ chức cái hôn lễ, bởi vì gia đình đang có chuyện buồn thì cũng không nên tổ chức cái việc đó. Mà nhà mà đang có tang thì cũng không nên là đi đón dâu, cũng còn nên ở nhà, chứ không để mà cái việc mà đón dâu như vậy thì nó cũng không phải là cát lành. Ngoài ra thì trong cái việc đón dâu thì đặc biệt là trong cái phòng cưới của cô dâu ấy, thì chị cũng tránh để những cái vật gì nó trông tranh dễ vỡ. Thì trong phòng tân hôn ấy, thì kiêng kỵ cái tối kỵ, tức là ngày hôm đấy giả sử để cái lọ hoa ở trong đấy chẳng hạn, và ba việc quyệt nó lại rơi anh cột cả nó vỡ thì rất là đen. Cho nên là ngay cái phòng cưới hôm đấy chúng ta tránh đổ vỡ trong cái phòng tân hôn thôi, chứ là chỉ bày tiệc ra nhà chén nó rơi vỡ bình thường thì cũng không đến mức cái đáng sợ, nhưng mà trong cái phòng của cô dâu thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Vào ngày cô dâu, vào ngày cưới thì thông thường thì phải đi cảm ơn rồi chúc tụng, nó rất là mệt, cho nên là cô dâu chú rể cũng cần phải giữ gìn một cái sức khỏe tốt trước khi chúng ta bắt hành vào cái đại lễ quan trọng nhất trong cuộc đời, tránh để hôm đấy cái tâm trạng mệt mỏi
thì chúng ta sẽ không được vui vẻ và cũng như là cái buổi tối trở thành rất là mệt mỏi. Ngoài ra thì ngoài ra là những cái việc ví dụ chị bảo là thế thì khi mình đi đón dâu thì qua cầu phà bến bãi thì có phải trả tiền lẻ không, thì thực chất thì về cơ bản cái việc đấy thì tôi không có ý kiến, bởi vì thực ra là trả cũng được mà không trả cũng chẳng sao. Anh chị cứ mang theo gói cao bằng đồng tài từ nhà và mang về nhà chú rể để mà nạp tài tại nhà thì đã là rất là tốt rồi. Trong cái phòng tân hôn thì những cái đồ mà vỡ hỏng một nửa hoặc những việc những cái đồ hoặc là nó có một cặp mà mình để một chiếc hoặc kể cả những cái con búp bê mà chúng ta để trong phòng thì cái điều đấy cũng là cái điều rất là không nên. Bởi vì là người ta kiêng cữ cho những cái phần đó trong phần cưới hỏi, thì tất nhiên là có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành, vì là các cụ hay là đúc rút từ xưa đến nay người ta đã các cụ đã làm như vậy rồi, anh chị có thể sử dụng hoặc không. Nhưng mà tuy nhiên thì theo tôi thì cũng bản thân như cá nhân tôi thì tôi cũng sẽ hết sức là kiêng tránh cái việc đó để làm sao cái cuộc sống của hai vợ chồng và đặt ra là cuộc sống của chúng ta sau này nó sẽ có một cuộc sống nó hạnh phúc. Thông thường cuối năm thì nó vào cái dịp cưới hỏi, bởi vì người ta tại sao người ta hay cưới vào đầu năm và tại sao người ta hay để đến cuối năm để tổ chức lễ cưới. Một là cuối năm thì sang đầu xuân năm mới, tức là khi mà để ra năm mới thì đến kết thúc của năm cũ thì sang đầu xuân năm mới thì có trong nhà đấy thì năm nay thì có thêm nhân đinh, thì có thêm cái tài lộc mới. Đầu năm thì cũng có để người ta có thêm nhân đinh rồi thì còn có muốn thêm đấy, còn muốn thêm hòa hợp, muốn thêm nhân đinh rồi có muốn tài lộc, thêm đinh sẽ thêm tài. Cho nên thành ra là có thêm được người mới, con dâu mới, có thêm được rể mới về nhà thì đấy nó là cái cắt khánh hỷ sự. Cho nên thành ra là chúng ta cũng cần phải có những cái quan điểm rất là cẩn thận trong cái việc cưới xin này. Có thể còn cái việc mà lựa chọn năm tháng ngày giờ thì mỗi một tuổi khác nhau, mỗi một cái gia đình khác nhau và mỗi một thời điểm khác nhau, có thể kim lâu, có thể là cái gì gì đó, hoặc là những tháng đại lợi hay tiểu lợi, hay là chọn các cái sao thiên đức hợp với đức hợp, thì bản chất đấy là việc của cái ông thầy. Thì anh chị khi mà có sự tin tưởng, tại sao cái người Nhật Bản thì 95% họ đều dùng cái giá trị phong thủy vào trong cuộc sống, bởi vì người ta khi người ta xem ngày cưới người ta hay tìm đến ông thầy phong thủy để người ta chọn lựa ngày. Ngoài cái việc mà hóa giải để ra thì người ta sẽ không, ngoài cái việc mà hóa giải và ngoài cái việc tư vấn với các bạn thì cái hậu trình sau đó nó quan trọng hơn cả là việc lựa chọn. Thì đến nhà mà hỏi xem ngày cưới, người ta cũng chả hỏi tuổi bố ông bố vợ tuổi gì, ông mẹ vợ tuổi gì, người ta cũng chẳng muốn hỏi xem là chú rể tuổi gì hay cô dâu tuổi gì. Thì sau đầu người ta cứ hùng hục chọn xem là trong tháng này có thiên đức hợp ngày nào, người tức hợp ngày nào để chọn để cho cái việc cưới xin, thì bản thân cái việc đấy nó cũng không phải là cái việc mà đúng đắn. Ngoài ra là còn chọn cả ví dụ như chú rể tuổi Tý tôi lại chọn ngày cưới vào ngày Ngọ, hay chú quê là cô dâu tuổi Dậu lại chọn ngày vào ngày Mão chẳng hạn, thì tất cả những cái nó đều không đem lại những cái điều may mắn. Thì các bạn cần phải có một cái biện pháp lựa chọn ngày tháng cho rất là phù hợp để mà chúng ta có được cái hôn nhân sau này trở nên viên mãn. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng đồng hành và sử dụng các dịch vụ của Phong Thủy Tam Nguyên. Hy vọng rằng là những buổi chia sẻ kiến thức này sẽ đem lại nhiều những cái giá trị bổ ích cho các bạn. Xin cảm ơn.